xe thì người ta nộp tiền vô, người ta có xe thì nó chiếu Trời ơi, xe nó có Godzilla kìa. Có dễ thương không mày, nhìn kìa. á. Vô đi bạn ơi. Trời ơi. Ma. Số 1 vào dữ vậy trời. Vào đâu? Xe được chơi bà ơi. Xe mô hình. Đậu quá nó. Đậu quá nó, mày thấy Đủ. mô hình không? Đậu quá nó quay ra cho có chứ, đậu quá thật ra mô hình mà. Mày đi ra cho tao vô. Hello, gì là hello. Ngồi im. Hello, hello Hello. cô. Trời ơi, má dễ thương quá vậy. Mày nhìn nè. Thôi thôi chạy trước à. À, đổ đi tao cũng mất kìa. Nào. Chết mẹ rồi, từ cái súng. Solo. Ê, có súng rồi. Solo. Có súng rồi, có súng rồi. Thằng nào. Rồi. Má ơi. Đã được không Solo cô, rồi. Cái đầu đổ máu luôn. Tao Không cứ ông có 10 ơi. cái, tôi có 10 cái băng địch nè. Kiếm kiếm Đâu, kiếm kiếm băng địch cho thua đâu? Cho tôi bạn. xin Cái nó cuối rồi. Cho tôi xin 5 cái băng Nè. địch đi bà. Xin ai cũng xin. I need a grip. Trời ơi. Sao thế? Nhìn nè. Nhìn em bắn quá trời vậy. Thấy rồi. Ây da. Nó vòng rồi. Ý. Có Chuẩn bị cứu chạy nhau được nha, không? chuẩn bị chạy nha. Lùi lùi vậy, tôi đưa mát cho nè. Lùi lùi về đi, lùi về đi, lùi về đi. Ui. Ai đó không có máu rồi. Má, cái tốc độ cấp 4 nó lẹ quá, tao không có điều được. Mọi người lùi về đây đi. Vô. Chạy về luôn. Chạy lên. Cái khu hai nhà ngoài này có người này. Khu hai nhà hả? Ấy á. Ok. Nào, sao lại bị bắn? Trời ơi, mày tốt. Đi với sợ thế nhờ. Đây cái khác của mày Sao luôn lại kìa. lên cao? Trời ạ. Lộn xạo. Bà có cái smoke nào không? Ném vào đây lúc cái xác này này. Không có cái móc, không có bơm Bà này có vẻ nghiện con Godzilla. Godzilla. Nghiện quá chứ ạ. Ai vậy rồi? Mình lộn cái này cơ. Nè. Lụng thế nào mà lụng được. Mark the location. Ừ. I need a mag. Cái gì ấy? Người Ôi, bà đó, nó cái thằng đó nữa đó, cái thằng đó bắn nữa đó. Ủa sao nó bắn vô trong đây được ta? Ba phải không, bò lui nó bắn xịt. vào. Nó bắn xạo chưa? Lui vào trong xác luôn rồi đó. Mời ơi, diễn viên. Làm thảo à. Nó tôi lui xác luôn. Lên đâu? Còn sao sao lắc thế nhờ? Mấy tao lắc hay là do là đổ nó cái thằng kia nó là siêu nhân vậy? Ơi mày mày không thấy luôn hả? Lúc xuống đồ mày thấy Không. không? Ừ tao cũng thấy. Không không.
Má không thấy luôn mà sao tự nhiên chú bị bắn. Coi nó kìa. Nhìn nó kìa. Dễ thương không? Trời má ơi. Cú tép phô mấy que. Ê, nó xỉu kìa. Ừ, nó xỉu kìa. Ê, vẫn còn nha, thằng mini vẫn chưa xuống đây. Mình cháy, mình cháy. Bên trái kìa. Thì mình nó nghe phút bên trái mà. Ok. Thằng này vẫn nốc vậy. Thằng này nó giết tôi ta. Thằng cháu mình này nó giết mẹ với tao luôn coi. Ừ. Thằng nó nghe lắm. Anh đi nghe lắm. Anh đi nghe lại. Thằng nó như là mắc dừa hâu vậy. Người diều hâu. Con. Đó, 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 lút đồ, lút đồ. Nó trên cao rồi thấy không? Thấy 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 bò vào. Ê đứng đứng đứng. Bò ra xếp để tôi qua cứu. Đây à. Đây có máu thì có máu vậy. Tôi phải bơm hết máu đấy. Tôi phải bắn. Thôi có bình này. Ừ, vứt cho tôi đi. Đồ má mù mắt. Tao không thấy người luôn á. Anh không lẽ tao kêu. Không lẽ tao đeo kiến cho tao chơi game. Tao biết tao lên mấy đồ chưa. Yếu 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 yếu. Thằng này yếu lắm. Đó, rồi bắn cái thằng đó đó. Ok, chết đó, chết rồi. Nó cứ thụt vô thụt ra, vỡ đầu hai lần mà không chết này. Game lỗi vậy. Giờ sao cơ ông? Cái gì? Má nó ông nạp tiền như vậy mà ông bắn nó hai viên lưu động chết. Má tụi tôi không nạp tiền, má tụi tôi xét cả băng quá. Nạp tiền đâu giải quyết được vấn đề đâu. Ông có đâu mà. Xuống tầng nam chứ ta. Tưởng chúng có skin tăng nam chứ. Anh nói xuống tôi làm gì có skin đâu. Lấy xe quấn. Tụi tôi hay có skin mà. Lên. Không cần skin. Đã là nạp tiền vô tài khoản là tài khoản nó tự bút đam lên rồi. Thế à? Kìa. Có người à? Có cái thính kìa. Có thính vào lượm bộ đồ ba đi. Đâu? Thính đâu? Bên phải đó. Đó. Ôi, tính đang mất khói đó luôn tính. Đấy. Qua lượm bộ đồ ba rồi đi. Có lượm được không? Được chứ. Ôi, nó lút rồi, Kìa. Bất đà. Nãy giờ tôi vẫn cầm khẩu MK này. Cầm này giá hai con bot bắn nhau đi. Ông cầm khẩu nào giống bot tí nhá. Bắn lại đi. Bọn này lì nữa chịu được ạ. Má gặp tao là tao ra nãy giờ. Có hai con boss mà không ra ăn thế có tức không chứ. Nó tự nhiên nó rít vô hai người chết luôn sao ta. Uầy, đâu ra con xe này ở đây rồi. Không, sao mà nó thấy người đập tiền khác không. Xe chẳng tự má dưng... xạo chưa. Lúc chạy tới không thấy đâu. Thế rồi nó lên nhà cái xuống cái thấy. Mẹ đúng người đập tiền khác thiệt chứ. Tôi ngáo à, sao lúc nãy tôi chạy tới không thấy nhở. Chắc là tôi mày. Đi ngoài bỏ mít thì tôi mày nhìn thấy rồi. Má xạo rồi chứ. Thì mà tôi không có thiếu tiền đâu. Tại tôi mất nạp à. Thế là bà không thiếu tiền nhưng mà tại vì bà không thích nạp. Ừ. Bà thiếu tiền mà tại vì bà không thích nạp đúng không? Học có người kìa, chị học có người kìa. Chị học có người à? Nó có ốp luôn đấy. Nó có ốp, nó có ốp mình đấy. Ốp, bắn ốp luôn. Trên đồ có thính này. Thế là như nào? Thính này chắc là bị lút rồi.
Tôi đang đi kiếm con xe mà... Hai trận rồi tôi vẫn không thể kiếm được con xe đấy. Mà lúc kiếm được thì lại xe hết xăng. Khổ nạn thật sự. Mà sao bà nhiều tiền cho bà không nạp và lấy con Godzilla? Lúc đầu kiểu định nạp ấy nhưng mà nghỉ hè rồi. Hả? Nhà mẹ cho tiền. Thế mà bảo nhà đầy tiền. Thế là xạo xạo không? Để mua đồ rồi. Thế là xạo vô. Nhà tôi mới hư cái tivi rồi. Hư tivi nè, xong cái máy tính tôi là hư luôn. À, thế là mua tivi với máy tính cái hết tiền luôn. Ảo vậy? Không. Đúng rồi, ảo mà. Ảo thật sự. Đất đi. Mark the location. Chết kìa. Thế bắn ném hai quả thêm không chết. Không thì con nó có ảo lòi không? Có vô lý thực sự không? Nhưng đâu hả? Ui, mày có đâu? Nhảy xuống rồi kìa. Nó yếu lắm rồi không ạ? Thế rồi không thể kiếm được một chiếc siêu xe nào luôn ấy. Bực thực sự. Uầy. Có rồi.
Sợ thực sự. Có quả bom ông ném vào viên tướng hay không? Liều. Cái gì đấy? Ơi, con à? Con bom à? Ui. Và ai? Bom nó mày. Cái kia nữa. Tôi thấy. Ôi, trên nhà có người. Tiếp có bom mà. Mày bị điên mà. Mày bị điên à. Lúc vào đâu thì ra mặt đi bạn ơi. Solo bạn ơi. Chúng ta không hù nhau. Thế bắn nhau những như những người đàn ông. À, thấy rồi, lợn này. Chết nè, 5 năm. What?